Thưa quý vị, thời gian qua những người về từ vùng dịch đều được thành phố Đà Nẵng bố trí cách ly tập trung. Tuy nhiên đến nay các khu cách ly trên địa bàn gần như là quá tải. Vì vậy mới đây Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã công bố các khách sạn sử dụng để cách ly các trường hợp từ địa phương có dịch đến và về Đà Nẵng. Các khách sạn này tương đương từ 3 đến 4 sao. Theo đó thì người chọn cách ly tại khách sạn sẽ tự trả chi phí. Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng mức phí cách ly tại các khách sạn này là khá cao. Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã phản hồi chính thức. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, quan điểm của thành phố vẫn là linh hoạt trong các phương án, trên tinh thần đảm bảo nghiêm quy định về phòng chống dịch. Theo đó, người dân từ vùng có dịch về Đà Nẵng sẽ được lựa chọn phương án cách ly tùy theo điều kiện, có thể ở khách sạn hoặc khu cách ly tập trung. Thành phố cũng đang vận động các khách sạn được chọn làm địa điểm cách ly có thêm các mức giá phù hợp để người dân có thể lựa chọn. Tại các cái khu cách ly tập trung của thành phố thì các lực lượng chức năng bao gồm công an và y tế và các ngành liên quan thì cũng đang tập trung tối đa cho cái việc đảm bảo cái công tác phòng chống dịch tại các cái điểm này. Và trên cái cơ sở tránh giàn trải tập trung để thuận lợi cho cái công tác quản lý và đặc biệt là để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch thì trước mắt Sở Du lịch đề xuất một số những cái khách sạn như vậy, và trong thời gian tới thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố thì chúng tôi tiếp tục khảo sát và tìm cũng như phối hợp với các cái ngành chức năng để giới thiệu các cái khách sạn đảm bảo cho người dân. Sở Du lịch thành phố cũng cho biết thêm, hiện nay giá phòng cách ly tại cơ sở lưu trú theo công bố là giá trọn gói, bao gồm phòng lưu trú, ăn uống 3 bữa một ngày, phí đón từ sân bay, nhà ga, thuế, phí phục vụ. Cơ sở lưu trú phục vụ cách ly phải chịu chi phí vận hành cao hơn so với hoạt động của một cơ sở bình thường phục vụ khách du lịch, bao gồm chi phí trả lương cho nhân viên cao hơn bình thường từ 3 đến 5 lần. Toàn bộ nhân viên phục vụ phải lưu trú hoàn toàn tại cơ sở trong suốt thời gian phục vụ khách cách ly. Chi phí đảm bảo các yêu cầu của Bộ Y tế về phòng chống dịch, chi phí cho lực lượng y tế, an ninh, v.v. Hiện nay thì để trở thành một cái cơ sở lưu trú cách ly thì có các cái tiêu chí, trong đó đặc biệt là các cái tiêu chí về đảm bảo về an toàn về y tế cũng như là đảm bảo các cái nội dung liên quan đến phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang nhận được các cái đơn đề nghị của các cái khách sạn cũng như là các cái cơ sở cách ly. Tuy nhiên hiện nay thì phải căn cứ trên cái tình hình diễn biến dịch bệnh cũng như là cái khả năng đáp ứng về phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là phải đảm bảo được cái việc hoạt động thuận lợi, hiệu quả trong cái công tác phòng chống dịch của các cái lực lượng chức năng. Trên cái cơ sở đó thì thành phố mới quyết định để mà mở rộng các cái cơ sở cách ly của các cái cơ sở lưu trú, các khách sạn hiện nay. Thành phố khẳng định luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân về từ vùng dịch gắn với yêu cầu đảm bảo phòng chống dịch. Đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân cùng chung tay chia sẻ với thành phố Đà Nẵng trước áp lực quá tải về các khu cách ly tập trung trên địa bàn trong bối cảnh hiện nay.